Đang đứng cạnh ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng ban khánh tiết đình làng Đanh Xá đã hơn 10 năm nay rồi. Và ông chính là người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để giúp quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngôi đình làng Đanh Xá. Đình Đanh Xá thuộc thôn Đanh Xá, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi. Đình được xây dựng vào thời Nguyễn, đầu thế kỷ 20. Theo truyền ngôn của những người cao tuổi làng Đanh Xá, đình xây dựng trên thế đất hình đầu rồng ở giữa làng Đanh Xá, mặt tiền hướng Tây Nam, phía trước là khu dân cư, quần tụ cùng cây đa, giếng nước đã tạo nên một quang cảnh thơ mộng hấp dẫn. Theo thần phả còn lưu giữ được, đình Đanh Xá thờ ngũ vị đại vương là Cao Sơn Hiển Công Đại Vương, Cao Sơn Hữu Công Đại Vương, Sùng Sơn Quý Công Đại Vương, Sùng Sơn Minh Công Đại Vương và Út Sơn Uy Công Đại Vương. Đó là năm vị tướng tài đã giúp sức phò giúp vua Hùng trị vì đất nước, mở mang điền trại, xây dựng làng xóm ngày càng chủ phú. Sau khi mất, năm vị đại vương đã được dân làng tôn thờ làm thành hoàng làng. Thưa ông, là ngũ vị thành hoàng làng thì đã có rất nhiều công lao với dân và với nước. Và cháu nghĩ rằng là những cái câu chuyện về thời niên thiếu của ngũ vị thành hoàng chắc chắn là cũng có rất nhiều điều thú vị. Ông có thể chia sẻ cho chúng cháu được không ạ? Theo truyền thuyết để lại, vào đời Hùng Vương thứ 18 có hai vợ chồng, chồng tên Tính Danh Hùng là quan trong triều, vợ tên là Trần Thị Đoan. Hai vợ chồng lấy nhau đã lâu nhưng chưa sinh người con nào, nên bàn định với nhau đến phủ Trích Đằng, huyện Thiên Thi đi cầu con. Về thì có mang thai. 16 tháng sau thì khi đi đến giếng của làng Đanh Xá và trở lại khu vực làng Đanh Xá, lúc bấy giờ tối đen như mực, trời đổ cơn mưa, sấm chớp ầm ầm, tự nhiên có rồng xuất hiện hút nước ở cái giếng đó và rửa cho năm cái bọc. Hút vừa xong, rồng biến mất lên trời và trời vừa hửng sáng thì năm vị xuất hiện trông mạnh mẽ như năm ông mãnh hổ. Thấy sự lạ, dân làng đệ trình lên nhà vua, thì nhà vua cấp cho dân làng Đanh Xá tiền và lương thực để nuôi dưỡng ngũ vị cho đến năm 17 tuổi. Nhà vua mời lên để đánh giặc khi trở ra về, tạo dựng cho dân làng về ấp rồi làm ăn rất trù phú cho đến ngày nay, nên ngũ vị sơn thần đã được dân làng Đanh Xá tôn thờ. Theo sử sách, đình Đanh Xá được xây dựng vào năm Canh Tý 1900, niên hiệu Thành Thái thứ 12. Đình được xây dựng theo kiểu chữ đinh, gồm đại bái, trung từ, hậu cung. Đại bái gồm 5 gian, gian giữa đặt nhang án, trang trọng, chính giữa sơn son thiếp vàng. Phía trên trang trí 2 bức cửa võng, tạo không gian thành kính cho khu nội tự. Trên là 3 bức đại tự do vua ban cho ngũ vị đại vương. Ông này cho biết cái kiến trúc đặc sắc nhất của cái ngôi đình hiện nay là gì ạ? Kiến trúc đặc sắc nhất của ngôi đình hiện nay vẫn giữ được nguyên vẹn, bảo tồn bảo tàng về như vậy là thân thể của đình. Thế còn đặc sắc ở đình này bây giờ còn là ở ngay chỗ nhang án, còn cái bộ cửa võng vẫn nguyên vẹn. Còn bức đại tự mà đã được như vậy là nhà vua ban, bức Hoành Phi Vế Đằng Đông có 4 chữ, tức là cổ kim khoán chắc. Thế bức Đằng Tây là văn võ thánh thần. Thế ở giữa này là bức đại tự có 3 chữ là huy nhạc rắn, là đều do như vậy là sắc phong của vua. Trung từ của đình gồm 3 gian, kiến trúc theo kiểu trồng giường đấu kê, các mảng điêu khắc hoa văn đơn giản nhưng rất mềm mại uyển chuyển. Tòa hậu cung nối với trung từ bằng hệ thống xà quân, xà nách, xà dọc. Phần trên trồng giường đơn giản, phần dưới kẻ truyền, tạo ra mái rộng và thoáng cho tòa hậu cung. Đáng chú ý, trong hậu cung của đình vẫn còn lưu giữ tấm bia cổ chạm khắc thần phả ngũ vị đại vương. Đây là một cổ vật vô cùng quý giá. Trên bia đá này, nội dung là ghi như vậy tên tuổi của các ngài và công trạng của các ngài. Bia này là được lập rất lâu đời rồi. Chúng tôi là những thế hệ đi sau thì đã thấy ngay tại đây từ lâu lắm rồi. Trong hậu cung này, gian giữa là thờ ngũ vị
Thế và có còn lại 5 chiếc mũ và 5 đôi hiêu. Bát nhang cổ là đặt ở nơi thờ chính của 5 vị, có thiết kế theo hình chữ nhật. Dưới là có hổ phù, như là sắc phong. Hai gian bên thì một bên là thờ vương mẫu, một bên là thờ vương phụ, tức là người thân sinh ra 5 vị. Nét độc đáo ở ngôi đình Đanh Xá là những mảng chạm khắc tinh xảo, nét hoa văn thời Nguyễn, mô tả theo các mô típ, đề tài, tín ngưỡng dân gian, long, ly, quy, phượng, long vân hí thủy, với những nét chạm bong, chạm kênh, tạo nên vẻ uy linh, thần bí. Với những giá trị đặc sắc vật thể, phi vật thể về lịch sử, văn hóa, đình Đanh Xá được Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 6 tháng 4 năm 1999. Đình Đanh Xá là một ngôi đình đặc biệt của xã Hoàng Hoa Thám. Đến ngày 10 tháng 3 là xã tổ chức lễ hội truyền thống. Đây là một lễ hội rất lớn trong xã, quảng bá để cho mọi người con xa quê hương để về thưởng thức cái di sản văn hóa đặc biệt này. Ban quản lý di tích của xã nói chung là thường xuyên tu bổ, coi như là để làm sao giữ gìn được truyền thống sau này cho các đời thế hệ mai sau nữa theo. Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của ngũ vị đại vương, thông qua đó giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối, hàng năm cứ vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, dân làng Đanh Xá lại tưng bừng tổ chức lễ hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc đã giúp cho người dân làng trên xóm dưới gần nhau hơn. Đây gọi là văn chỉ, là văn tế công đồng của hai thôn, là 5 vị sinh ra tại nơi giếng này. Nên hàng năm đúng vào mùng 10 tháng 3 là dỗ tổ Hùng Vương, rước các ngài đến nơi đản sinh để anh em gặp nhau. Phần hội mang tính chất cuộc sống cộng đồng, tức là rất vui vẻ và thoải mái về mặt tâm linh. Rồi sau những cái ngày lễ hội ấy, thì nói chung dân làng rất phấn khởi. Tự hào là nơi có di tích quốc gia tôn thờ 5 vị đại vương có công với dân, với nước. Người dân thôn Đanh Xá không chỉ bảo ban nhau gương mẫu chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, còn tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu mạnh. Nhiều người con của quê hương thành đạt đã có những đóng góp về trí tuệ, vật chất và tinh thần để xây dựng quê hương. Thưa quý vị và các bạn, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của ngũ vị đại vương đã được sử sách lưu giữ và trân trọng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, câu chuyện về ngũ vị đại vương vẫn còn nguyên giá trị và được lớp lớp thế hệ người dân xã Hoàng Hoa Thám lưu truyền như một niềm tự hào của quê hương.